nghiêng người bên phải, nghiêng người sang bên phải, chống tay vào đây, nghiêng người sang phải. Rồi, sang bên phải nhé. Rồi bây giờ bắt đầu. Rồi bắt đầu nào, còn nhanh đi nào. Rồi chúng ta bắt đầu đẩy chân vào sát rồi. Người đẩy dùng hai tay kéo chân sát của mình. Rồi ta thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi để được rồi. Rồi với tay hít vào. Với tay hít vào. Rồi để tay vào bên chân. Với tay đó để tay chân vào đây.
rồi kéo vào bụng và thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lần thứ 7, dưới ra hít vào. Rồi lại ép cái tay vào hai chân. Ép chân sát vào bụng đi ạ, ép chân sát vào thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dưới ra hít vào bụng mũi nha. Rồi ép chân vào. Rồi ép chân vào bụng thở ra một nhịp đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dưới ra thở ra. Rồi ép cái tay vào khe tiếp. Rồi tiếp tục kéo chân vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta hít vào. Rồi ít cái này vào thêm gì nữa. Ép từng lần nào. Kéo vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đứng lên. Chúng ta hít vào. Rồi ép cái tay vào kêu chân. Rồi thở ra miệng. Lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.